Phần thi tiểu phẩm cho ngày mai của đơn vị thị ủy Trân Thành, đạo diễn dân dân Hồ Tiến xin phép được bắt đầu. Không thể được. Ê, ông trộn gì cho nó đó? Ủa, hôm nay tôi gửi giấy mời cho bà nhiều lần, sao hôm qua giải quyết? Có gì mà giải quyết? Có sao không? Cái hàng điều của nhà bà nè, ảnh hưởng đến công trình thi công điện sản xuất của cáp này hả? Đình lại cả tháng trời. Sao tại tôi? Cái điều của nhà bà nó cao quá trời cao, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Ở bên điện lực họ đâu có dám thi công. Bà coi, bà chặt cái điều này đi, chứ nguy hiểm chết người là bà chịu đó. Tôi á là tôi không có thấy nguy hiểm cái gì hết á. Mà tôi thấy bây giờ đốn á là thất thu. Trời ơi, cái bà này ăn nói nghe ngược ghê á. Cái cây điều này cho trái không đủ bữa nhậu nữa. Bà phải biết hy sinh cái riêng nhỏ của gia đình mình nè, để đạt được cái chung lớn của toàn xã hội. Trời ơi, có một cây điều à kêu cái chung lớn của toàn xã hội. Ông nâng cao quan điểm của ông ấy. Đúng, quan điểm phải rõ ràng. Bà có biết là sự ích kỷ trong tâm hồn của bà này sẽ làm hư cả hệ thống chiến lược lâu dài của cái ấp này đó. Trời ơi, ông nói chuyện cao siêu quá, tôi không có hiểu. Bà không hiểu thì tôi cũng trách, bởi vì nhiều người như bà cũng không hiểu về cái gì? Về điện học á. Mà điện học là sao? Điện học á là mình phải biết hy sinh cái điều đúng, cái điều ngày hôm nay sẽ góp phần làm tỏa sáng cấp mình vào ngày mai. Và bà cũng không biết nào á. Ủa, đang nói chuyện giao mất tiêu rồi. Bỏ vô nhà rồi chú ơi. Trời ơi, cái bà này đang nói chuyện tự nhiên bỏ vô nhà. Trời ơi, con đang vận động nhà bên cạnh kìa, mà con thấy con với chú cãi nhau quá, cản nó kịp á. Trời, cản chi con, chú hả còn phải nói cho bà hiểu nhiều điều nữa. Trời, chú làm công tác dân vận hay là làm dân dẫn? Thì dân vận. Mình làm công tác dân vận thì mình phải nhỏ nhẹ, tế nhị chú ơi, chứ có đâu mà như chú á. Ủa, vậy không tế nhị á hả? Dạ. Vậy là thua rồi hả? Thua giận rồi hả? Chú cứ đánh mặt đi, để từ từ rồi con thuyết phục cho cô Thúy hiểu. Tụi con, bên dân vận, dẫn động bả, thuyết phục bả cho đàng hoàng cho chú. Như bà con hàng xóm hả, người ta than phiền nhiều lắm rồi đó. Dạ. Con giải quyết đi. Dạ chú. À dạ, đánh bỏ heo đúng không? Dạ đúng không cô Thúy? Ăn cắp heo. Dạ không. Thả con heo xuống. Dạ. Đứng lên. Dạ đứng. Đi đâu đây? Dạ, con là cán bộ hội phụ nữ cô Thúy thôi. Dạ, mục đích hôm nay con tới đây á là muốn vận động cô Thúy chặt bỏ cái hàng điều này đi. Dạ. Trời ơi, con thấy không? Cái hàng điều nhà cô nè, cô để mấy con heo nằm ở dưới gốc cây điều. Trời nắng thì không sao đâu cô Thúy, mà trời mưa sấm sét đi. Đừng có nói gỡ nha, heo nhà cô là sắp phát bày rồi đó. Nhưng mà khổ vậy nè, mấy con heo của cô nó quen ngủ dưới gốc cây điều này rồi. Bây giờ mà chặt cây điều rồi heo ngủ với ai? Ồ, heo ngủ với tao được không? Tao ngủ với heo. Kì. Mà có ai á nuôi heo làm thú cưng không ta? Nghe ghê. Cô Thúy vui tính thiệt á. Vui cái gì? Đó. Hay là chiều nay cô Thúy đi hát karaoke tụi con đi. Đi hát karaoke. Chiều nay nha, bên con với bên điện lực là hát mừng vì sắp có điện sản xuất rồi mình. Mày mừng tao không mừng. Không mừng, không hát. Gì kỳ? Kỳ gì kỳ? Cô Thúy, Thúy thấy cái gì? Cô Thúy đi với tụi con đi cho nó vui. Mày vui, tao không vui. Không vui, không đi. Ủa, mà chiều nay á cô Thúy không tập văn nghệ hả? Con thấy
cô Thúy hát hay quá trời luôn. Đó, hát á là cái nghề của cô mà con. Hôm bữa nha, ê, có phải là mày dùng tao ra khỏi nhà để mày đốn cây của tao đúng không? Đâu có. Muốn đốn cây thì con cũng phải hỏi của ý kiến của cô. Đúng. Đứa nào mà đốn cây không có ý kiến của tao nha thì thì sao cô Thúy? Thì con dao này tao sẽ bình tĩnh cô Thúy, bình tĩnh. Tao sẽ bạo râu nó. Hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Hiểu thì đi đi. Dạ không đi. Đi không xong đi. Ờ quên. Đó. Mà tôi biết cô nói đúng. Nhưng mà khổ cái ra. Bà Thúy ơi, bà Thúy. Có nhà không bà Thúy ơi? Bà Thúy ơi, có nhà không bà Thúy? Tụi bay, vô. Chuẩn bị chưa? Chạy thần 15m, cụt. Mày sao? Đã thay lưỡi mới. Sẵn sàng cô. Trai bên. Tất cả vào vị trí. Chuẩn bị. Quán nổ. Quán nổ là gì? Thì quán dây nổ máy. Rõ. Quán đi. Ủa mày đổ xăng chưa? Đầy bệnh. Chưa nổ chú ơi. Trời ơi chú Năm ơi. Chú cho anh em người ta dừng lại đi. Trời ơi, chú làm như vậy là manh động đó. Để từ từ rồi cô thuyết phục cô Thúy chứ. Chú làm như vậy là sai quan điểm rồi. Hổm rài á, tôi nói bà không nghe. Cô vận động cũng chưa được. Mà hả, cô nói không được. Thì á, để tôi hả, liên với bà một phen. Đúng rồi đây. Đúng, đâu có được, đúng, đâu có được. Đúng, cái gì? Ta đã nói á, đúng ra. Ai mà đúng bất cái điều này của tao, thì con dao này tao sẽ ông đó. Tôi nghe nói là hồi nãy ông liều với tôi đó không đó. Đâu có đâu bà. Hồi nãy tôi nói là chiều theo ý bà một phép. Được luôn tụi bay. Đúng không? Cô Thúy bình tĩnh đi cô Thúy. Chú Năm ơi cho anh em rút đi chứ để lên con vận động cô Thúy cho. Thôi để mặt cô Sơn. Rút tụi bay, rút. Dạ. Nhanh. Thú hồn hoài à trời. Ông thấy không? Thấy ẩu hay không? Cô Thúy bình tĩnh đi. Trời ơi. Sao ơi? Sao? Trời á, sắp đổ mưa rồi. Mà sấm chớp nữa. Cô Thúy mà không cho chặt cái hàng điều này, vấn đề hạ bình cho điện sản xuất á, bên em phải đình lại á. Mẹ đó, chị nói cô Thúy lần nữa. Cô Thúy. Ơi, cô Thúy cho anh em tụi con chặt điều đi, để mưa rồi nguy hiểm lắm. Hôm nay mà cô Thúy không cho tụi con chặt là vô tình cô Thúy đã ngăn cản cái tiến trình xây dựng nông thôn mới rồi, làm chậm đà phát triển kinh tế của địa phương, đã đi ngược lại cái chính sách pháp luật nhà nước, đúng lại là vi phạm pháp luật rồi đó cô Thúy. Nè cô nói cho nghe này nha, lúc mà tụi con kéo gì về đây là cây đều để đứng chức hình ở đây rồi, lúc đó tại sao không kêu đúng à? Bây giờ có hù kêu đúng là sao đây thôi, mệt ghê á. Tại lúc đó cái cây này nó còn nhỏ, bây giờ nó cao gần bằng sợi dây điện rồi. Trời đất ơi, cái đó tụi mày khỏi lo. Nè, cái cây điều nè, nó thân gỗ, nó đủ dưỡng nhiệt đâu, đúng không? Nè, con hỏi cô Thúy nè, cái điều này mưa nó có ướt không? Tao hỏi mày nè, cây điều này nè, nó có mặt ở mưa không? Không. Không thì phải ướt. Vậy nước mưa có dẫn điện không? Có. Đó, vậy sao cô nói không nguy hiểm nè? Mà tụi mày yên tâm. Nè, đó, cái dây điện á, với cái cây á, nó còn cách nhau cả sải tay mà. Con đừng có khéo lo. Mà cô biết á, là cái đường dây cao thế này nè, có khả năng phóng điện tới 2 mét lận. Mà chưa kể những lúc trời mưa, sấm chớp, khả năng phóng điện càng cao, gây chết người, thậm chí là nổ cả bình điện đó. Ghê đúng đó cô Thúy. Nè, con nói cô Thúy nghe nha. Tại điểm C, điều 12. Nghị định 14 của chính phủ năm 2014 á nha, là trong trường hợp đó
điện lực họ có quyền ngưng cung cấp điện để mà bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và các bình điện. Ngưng cung cấp điện, dạ, vậy là cả xóm mình sẽ chìm trong bóng. Lỗi là tại cô đó. Tại cô nè, không cho tụi con đốn hàng điều này nè. Mà con chưa kể nha, trời nắng không sao nha, khi mà trời mưa sấm chớp, cô mà cho đàn heo ăn ở dưới gốc cây điều thôi, cô nói sét đánh nghe một cái âm thôi, cô với đàn heo á là năng suất luôn. Ê, vậy á có nghĩa là cái dây điện nó phóng điện qua cây điều, đúng. Dạ. Từ cây điều nó dẫn điện, nó phóng điện qua người tao. Chính xác. Rồi bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp âm âm và một tiếng đúng. Ngày này năm sau là ngày giỗ cô. Đó, đội danh nghệ nha, mất đi một người nha cô Thúy. Ê, đúng nha, hôm bữa tao ngồi đây nè, nghe sấm chớp một cái đùng, tê tê mày. Rồi. Đó, đó là hiện tượng phóng điện đó cô. À, bây giờ cô nghe cô sợ chưa? Rồi, sợ chứ. Bây giờ cô hiểu chưa? Thì tụi mày nói như thế làm sao tao không hiểu. Sợ hiểu rồi, giờ cái điện này cô tính sao? Thì cô mà không cho tụi con đốn hàng điều này nha, thì cái công trình điện sản xuất cái ấp mình á là bên con sẽ ngưng lại á. Thì để cô Thúy thấy không, vì cái hàng điều nhà cô Thúy thôi mà ấp mình không có điện sản xuất đây nè. Thôi thì thôi đốn thì đốn nha. Trời ơi, vậy thì quá tốt rồi. Thôi 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 điều đấy hả? Trời ơi, Thúy ơi, chắc xác cái điều đó. Nè, được, em chịu đồng sao rồi? Dạ, mấy hồi bên kia em đã vận động xong hết rồi, chỉ còn mỗi nhà của Thúy này nữa thôi. Cô Thúy cũng đã đồng ý rồi đó. Trời ơi, tốt quá. Để góc điều ra bà Thúy thôi. Ai chết? Con heo. Nó sao? Nó thành heo sữa quay rồi. Trời ơi. Thiệt không? Tiếc! Đó! Hàng xóm! Câu nói này là hay nhất nè! Vậy thì mình cho đúng cái! Đúng! Tất cả cho ngày mai! Xin chúc tôi mời mọi đơn vị thị ủy Trân Thành đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chúc quý vị lãnh đạo thật nhiều sức khỏe và chúc cho hội thi thành công tốt đẹp!